với anh cà phê nó chỉ là một cuộc trò chuyện thôi. Khi mà mình trò chuyện được thì đấy là một quán cà phê vậy thôi. Đang hình lên anh khen, sao anh phải đi nhắn cho người ta là ừ nhưng mà em nhìn hình thôi, đừng tin ngoài đời nó xấu tính. Ôi chứ lần đầu tiên anh gặp em anh thấy em thế nào, anh có thấy em xấu tính đâu? Nhạt. Đầu tiên gặp. Thật ra là mình đến Huế được vài lần rồi và lần nào thì mình cũng trì hoãn cái việc đến Lăng Cô do hơi xa trung tâm thành phố. Riêng lần này thì mình phá lệ. Kết quả thì ngoài sức tưởng tượng của ekip. Chị nhìn hai bay chị chán quá, chị bảo thôi để em để cho mình. Hai tiếng là đem lại may mắn cho mình chứ ở đây. Là... hai con dưới một con trên. Cái này mình hở ra mình không có vịn vào mũi tên. Vịn mũi tên là nó đứt quắt này. Mình còn giữ với kéo giấy thôi. Cũng góc này. Không tại anh thích nhìn sao nó đứng nhau nó cầm chai táo. Anh muốn chai táo dễ hơn. Có người đứng bán thì không có ai đứng phía trên. Ok. Dạ. Ê coi chừng nha. À chị ơi. Wow. Bánh chai táo. Bánh này dễ quá. Đó. Là mình sẽ mở khóa lên. Còn bên kia mở khóa lên này. Đi chuyển cái cân số này lên hạt ta đi tới là ok. Hạt này nhá. À là đề lên xong rồi. R là đi lui này. Là mình đề xong rồi mình phải đề lên hết. Đúng rồi là ga chạy thôi. Mình sẽ chạy cả biển cả rừng.
each moment. We watch it pass and grow. It is all in our hands. It is all in our hands. With every field that rises in sea. Can hear the sounds of all. And with every change. Khoảnh khắc mình yêu thích nhất mỗi chuyến đi chính là giây phút được ngồi cùng những người bạn đồng hành và kể cho nhau nghe những câu chuyện mà bình thường chẳng mấy khi có dịp chia sẻ. Cũng phải cảm ơn ban nhân Chuy Lăng Cô đã tiếp đón bọn mình thật chu đáo. Mình thật sự thích nơi này và hy vọng có thể sớm quay lại. Mà anh quên là lúc đó anh vẫn còn đeo mic. Mà lúc đó thì phát chắc chắn là phải thu. Tại vì sao? Tại vì lúc đó em đang quay cho cà rốt. Tôi đứng hình luôn á. Chào chị cần chụp từng nghiệm bán mà mối sang miền Tây. Anh còn nói là lời xin lỗi mình nhắc đến ở đầu tập 1 dành cho xứ Huế, một nơi mình đã từng bỏ qua rất nhiều lần chỉ vì áp đặt rằng Huế thật bồn tẻ và không có gì hấp dẫn. Càng đi nhiều mình càng nhận ra Việt Nam thật sự rất xinh đẹp. Mình học hỏi được nhiều hơn nhưng cũng thấy mình quá nhỏ bé. Thế nên mình rất mong chúng ta có thể tiếp tục đồng hành và trưởng thành cùng nhau qua những chuyến đi của Handle With Care. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn vào tập tiếp theo.